Hà Nội ra rồi, có cái này em có chia sẻ đó nha. Rồi em nói với em. Thì hôm nay cái lúc mà em đang bệnh, em nằm ở phòng á, em ngủ á, thì có một chú Ngọc Thu. Chú đó là ở ngoài chú đó là ở ngoài Ninh Thuận anh. Thì chú đó có nói như thế này, là chú điện trực tiếp cho em nói chuyện khoảng 30 phút. Chú nói thì có chú Phúc đây thì nói hỏi luôn nha. Là chú đó có nói là nằm, chú có vợ bị động kinh, rồi là bị giật, là nước sôi là ứa, bị phỏng y em Tiên luôn, vô cùng pha của em Tiên với lúc đó chú Phúc đang nuôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đang nuôi. Thì chú Ngọc Thu này nói là mấy hôm chú coi video á, chú rất là bức xúc, tại vì nhiều người là nói chú Phúc không lo lắng gì cho bé Tiên. Cái này em nói là em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Rồi ok. Là chú nói là tại vì chú ở xa quá Ninh Thuận, chú không về được, không vô được, chứ chú muốn vô đây là chú đứng lên chú nói để cho tất cả của chú anh chị hiểu cho chú Phúc. Thì thời gian đó chú kể là chú Phúc nuôi em Tiên đúng không? Thì chú đó là chú Ngọc Thu. Ngọc Thu. Chú mới đi vòng vòng á, là chú đi quyên góp tiền. Thì cái số tiền chú kể là quyên góp 2.9 triệu. Chính xác không chú Phúc? Đúng rồi, đúng rồi. Và hàng ngày á là cơm từ thiện, là chú với chú Phúc lấy cơm từ thiện ăn. Đó. Thì trao cho chú Phúc là để chú Phúc lo cho em Tiên. Tiên đúng rồi. Đó. Thì chú đó nói á, là nếu như ai không tin thì đưa điện thoại chú đó rồi gọi cho chú đó, là chú đó dám cam kết rằng một điều á, là chú Phúc lo cho lắng cho em Tiên, không phải là chú Phúc bỏ bê em Tiên. Đó là chú đó cam kết, nhưng mà chú nói nếu mà như em Tiên lên Sài Gòn chú sắp xếp, chú sẽ vào cho anh em quay một video để chú nói hết tất cả sự thật. Dạ, giờ hiện tại cũng là 8 giờ của chú anh chị, thì Nhàn có mặt đang ở nhà em Tiên để vào xem gia đình sắp xếp như thế nào để ngày mai đưa em Tiên đi lên bệnh viện Chợ Rẫy nha cả nhà. Thì ngày mai đúng ra là theo lịch trình á thì đưa em Tiên đi sớm tầm 9 giờ, nhưng mà do có một cái đoàn cô chú anh chị ở trên Sài Gòn xuống hỗ trợ cho em Tiên là trước là giường, xe lăn, sau nữa là có một cô chú anh chị xuống là để hỗ trợ em Tiên số tiền để cho em Tiên đi làm chi phí để chữa trị cả nhà. Thì nên gia đình bàn bạc là chắc có lẽ là 2 giờ ngày mai để chở đi nha. Tiên ơi, ủa My ơi, anh hỏi một cái, trời tối quá. My ơi, cho anh hỏi một cái là ngày mai á là mấy giờ là xe nó mình sắp xếp là mấy giờ với em? Dạ là 2 giờ đi với anh. Vậy là quyết định 2 giờ đưa em Tiên đi ha. Thì xe đó là xe như thế nào em ha? Dạ là xe không đồng. Cũng ở đâu em có biết ở đâu không? Dạ, cái tắc mình á anh. Ở Hậu Giang này luôn. Dạ. Xe đó là hiện tại là của ai em biết không? Dạ là của chú An. An hả? Dạ, là trước đó có chở em Tiên lần nào chưa? Dạ có, cũng chở nhiều lần lắm anh. Chú An thì tài xế của xe đó. Xe đó thì của tiệm vàng Kim Loan. Kim Loan tài trợ. Là cũng là chở không đồng ha? Dạ đúng anh. Rồi nếu vậy thì ngày mai mình sẽ đúng là lịch trình là 2 giờ ha? Dạ. Rồi ok em, nếu như vậy thì anh em mình ngày mai sẽ sắp xếp đó là làm sao cho nó ổn định để cho chị Tiên đi điều trị đợt này là cho nó hợp lý luôn nha. Dạ. Rồi chiều giờ em ăn gì chưa? Dạ chiều giờ em ăn rồi. Ăn gì? Em ăn cơm. Sao gắn nó ăn lên chứ để lớn không nổi luôn á. Dạ. Theo đợt này đi với chị Tiên đi lên trên đó thời gian lâu vậy có suy nghĩ có nhớ nhà gì không? Dạ thì em cũng trải qua nhiều rồi. Quen rồi phải không? Dạ. Thì ngày mai nói chung đi cũng có anh đó. Có mấy anh đi thì em yên tâm hơn được. Đúng rồi, có mấy anh đi theo hỗ trợ này nọ. Thì để ngày mai hình như có anh Thanh Hồng nữa, để hỏi cho anh Thanh Hồng đi không nha. Dạ. Anh Thanh Hồng cũng cố gắng nói là cũng đi lên hỗ trợ em Tiên gì đó. Dạ. Thì để anh coi thì ngày mai anh phiên anh Thanh Hồng, chắc có lẽ là anh Thanh Hồng đi á, kêu là đi liền ha. Dạ. Dễ thương lắm đó, anh Thanh Hồng TV em biết không? Dạ biết. Biết em biết dễ thương anh. Đó rồi ok, nếu vậy thì để ngày mai anh nói anh Thanh Hồng được thì anh với anh Thanh Hồng lên đó hai người thì hỗ trợ sẽ dễ hơn ha. Dạ. Rồi vậy cảm ơn em nhiều nha. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi nãy em mệt quá, em nằm ở nhà sáng giờ đó. Tiên đang ngủ rồi vậy? Dạ, em mới vô tới, thấy em Tiên mệt quá. Tiên không khỏe hả? Tiên bữa nay là mệt nguyên ngày và em cũng vậy luôn nè. Bữa nay em bệnh từ sớm sáng giờ. Cái buổi sáng phát trực tiếp với anh đó, rồi em đi đâu không thấy em. Em về phòng em ngủ luôn, tới giờ này em mới thức á. Đuối quá nữa. Bệnh này hả? Dạ, em bệnh rồi. Tội nghiệp không? Thì em đây thì Tiên cũng còn đang ngủ nên em cũng không dám nói lớn tiếng. Thì hiện tại là chú Phúc, cha của em Tiên, cũng đang chuẩn bị đi lên Sài Gòn trước. Tại em với chú có nói với nhau rồi, có bàn với nhau là chú sẽ lên trên Sài Gòn trước trên Chợ Rẫy.
là ngày mai á là em sẽ chở anh Tiên lên chú đón trên đó. Đó. Vậy là anh Phúc chuẩn bị đi Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Cho Tiên đang ngủ hả? Tiên bữa nay mệt quá anh ạ. Chiều có ăn uống, Tiên có ăn uống gì được không Nhàn? Dạ nói chung bữa nay ăn cũng ít anh. Sao giờ ta để Hậu Giang gắn cái mic cho em Nhàn để nói chuyện với khán giả không nha. Này dạ. Em gỡ cái đây nè, cái mic này nè. Dạ. Và cái mic bên đây nữa nè, tại vì Hậu Giang đang cầm máy nè. Một cái mic này nữa nè em. Rồi được rồi. Dạ. Để khán giả không có nghe em chia sẻ phải không? Dạ. Bữa nay bệnh sao? Em thì nói chung là cũng bị cái kiểu như mà em ngủ không được anh. Mấy đêm liền em bị stress nhiều quá nên em ngủ không được, em bị mất sức. Ngủ không được hả? Dạ. Sao em ngủ không được? Em nói anh nhiều bình luận anh chị vô nói em quá, em cũng buồn, em cũng không ngủ được á. Có gì đâu buồn, thì nói chung á là cầm máy trong này, máy này không? Có gì đâu buồn em. Dạ. Thì nói chung sáng anh em mình cũng có làm một video. Dạ. Để cho khán giả là cũng biết thì cũng sáng tỏ cái sự việc như thế nào rồi. Dạ. Thì thôi em cũng đừng buồn, nhiều khi thì cũng có nhiều cái bình luận trái chiều. Dạ. Không sao đâu em. Nói chung sau cái lúc mà phát trực tiếp đó anh là giữ trời lắm bình luận luôn, nhưng mà nó không, thậm chí nhiều khi em không dám đọc luôn anh. Em không dám đọc luôn, em lướt qua luôn. Ok đi. Dạ. Mình ở phải chờ đại, đừng lo vấn đề đó. Dạ. Lại đây tới hồi nào em á? Em tới nãy giờ chắc cũng tầm khoảng có 10 phút 15 phút. Bây giờ hồi sáng anh em mình có làm cái video trực tiếp á. Dạ. Rồi xong rồi nói sao mà nhàn đâu mất tiêu. Dạ. Uống thuốc mang gì chưa? Dạ có, sớm em cũng có mua mấy lượng thuốc, em uống đỡ, người thuốc đỡ đỡ. Ngủ không được hả? Uống được, nói chung là nó cái đầu không có suy nghĩ không mà không ngủ được anh ạ. Tại vì cũng thứ nhất á, là em Tiên ngày mai cũng đi á, xe cộ này nọ. Rồi thứ hai nữa là trên chuyến hành trình đi. Rồi thứ ba nữa là lên trên đó nhập viện như thế nào nữa. Nói chung ví dụ như cô chú anh chị mà không gửi gắm thì khác. Bây giờ cô chú anh chị đã gửi gắm cho em thì em cố gắng làm để không phụ lòng của cô chú anh chị. Thì cái lịch ngày mai là đi như thế nào em? Thì ngày mai á, sẽ có một cái chuyến xe. Chuyến xe đó là sẽ chở xe không đồng nha. À, là chuyến xe không đồng để chở em Tiên đi bệnh viện Chợ Gãy đó. Dạ đúng rồi. Cái chiếc xe không đồng đó là ở cái tắc Hậu Giang mình luôn. Thì trên đó là sẽ có anh An. Anh An là ảnh là tài xế xe. Và trong khi đó là cái người mà ấy xe là xe Kim Trịnh Vàng Kim Loan là chủ xe, hỗ trợ rất là nhiều trên cái chuyến hành trình của Tiên là rồi mấy ngày đi á. Thôi vậy nói chung là có được chuyến xe không đồng thì cũng đỡ tốn kém cho gia đình. Dạ. Tại vì mình thuê xe đi cũng mấy triệu bạc chứ đâu. Dạ đúng rồi anh, đây lên đó hơn 3 triệu, 3 triệu rưỡi đó. Như vậy thì ai với ai đi? Thì ngày mai á, thì em với bé Tiên, với mẹ bé Tiên, cha bé Tiên tối nay lên đó trước. Thì... Ủa vậy là anh Phúc? Dạ chuẩn bị đi ạ. Phúc chuẩn bị đi hả? Vì dạ. Sao anh đi trước? Đi lên trận sắp xếp trước công việc trên đó. Sắp xếp là sắp xếp công việc của anh Phúc phải không? Đúng rồi, đúng rồi. À, chứ còn mình lên bệnh viện đâu có gì đâu sắp xếp. Thì cứ đây cứ đi lên tới trận rồi á. Thì mình vô cấp cứu đi, mình nhập viện. Dạ thì nói chung là... cũng lên sắp xếp công việc riêng á, còn bệnh viện thì bây giờ cứ đưa lên là nhập viện thôi. Đúng rồi, thì anh nghĩ là chuyến này đi bệnh viện Chợ Gãy thì điều trị chắc cũng lâu chứ không phải là mau, tại vì do cái bệnh của em Tiên, cái thứ nhất là để lâu quá. Dạ. Tới mấy tháng trời rồi, hiện bây giờ là tới khoảng 5-6 tháng rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Như cho nên đó là cái quá trình mà điều trị á, anh nghĩ chắc tính tháng chứ không có. Nói chung là theo em nghĩ bên điều chỉnh đó là nghe bên thông tin bác sĩ nói là 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng rồi hả? Dạ. Thì em cũng nói thật, em lên trên đó chỉ chắc khoảng 2 ngày thôi. 2 ngày làm sắp xếp mà bé Tiên nhập viện ổn định hết theo cái lịch trình mà điều trị của bác sĩ rồi đó. Em sẽ ở đó để coi Tiên thay băng này nọ cho nó ok, Tiên không còn la này nọ nữa. Bác sĩ họ chấp nhận rồi đó thì lúc đó em sẽ về. Vậy ở đây em còn xử lý với này mấy việc với này nữa thì... Nói chung đó là em đi cũng hỗ trợ một phần. Cái quan trọng ở đây là mình động viên, an ủi. Đó là cái tinh thần của em Tiên. Cái tinh thần cho người bệnh rất là quan trọng. Nói chung em thì không có giúp được cái gì đó. Em nói trên đây luôn, em không giúp được cái gì hết. Em chỉ động viên, ủng hộ em Tiên thôi. Và có lẽ là những cái gì vòng ngoài thì em hỗ trợ được cái gì hỗ trợ thôi. Còn trực tiếp trong bệnh viện sẽ là bá Mi. Thì ở trong đó anh nghĩ là trong bệnh viện thì chắc cũng một người ở nuôi thôi.
Dạ, còn đúng rồi. Đi mấy người chẳng đi nữa thì cũng ở ngoài. Dạ đúng rồi. Có mệt gì đó là thay đổi. Dạ đúng rồi. Có cần gì thì người trong là kêu người ngoài có thể là đi mua thuốc thêm nè. Dạ. Và đóng viện phí gì đó nhân dân. Ăn uống này nọ đó. À. Dạ. Bữa nay là do lý do là ngày hôm qua là tiên mệt quá cô chú anh chị. Ngày hôm qua là cái buổi mà thay băng thì hộ dân có làm một video đó. Thì cô chú anh chị bà con cũng thấy là em khóc rất là nhiều luôn. Tại vì nó đau quá. Rồi cho nên đó là hồi hôm ngủ cũng không được, tiên ngủ cũng không được nữa. Yeah. Bữa nay em cũng thấy em đuối, em nằm. Đúng là giờ này thường anh em mình đến đây thì em cũng thích rồi. Chung giờ này là thường là giờ mua đồ ăn cho tiên. Đúng rồi, thường giờ này là tiên hay ăn tối giờ. Yeah. Hôm nay thì thấy mệt quá, chắc có lẽ là em cũng mệt luôn. Thì em ở đây một chút nữa rồi em về. Em cũng nghỉ ngơi để em dưỡng sức, mai là em còn đi Sài Gòn á. Ừ. Tiên đi. Vì là em nói là khoảng mấy giờ mới đi? Dạ 2 giờ mai, 2 giờ dao động từ 2 giờ tới 3 giờ. Ủa sao mà mình không đi sáng sớm mà lại đi tới buổi chiều em? Dạ có như thế này, đúng ra là sẽ 9 giờ sáng sẽ đi. Nhưng mà do là có cô chú anh chị là một anh Mạnh Thường Quân bên em á, bên cơn em á, thì ảnh có hứa là bữa là cho cái giường kèm theo là cái xe lăn. Thì đúng ra là anh gửi xuống rồi, nhưng mà anh không gửi là tại vì ngày mai có một số cô chú anh chị ở trên đó nữa đi cùng xe với ảnh xuống dưới đây là gặp bé Tiên trực tiếp để trao một số quà cho bé Tiên, để ủng hộ tinh thần của bé Tiên và giúp đỡ vật chất cho bé Tiên, nên là tụi em phải chờ anh đó xuống. À vậy là mình kéo dài thời gian tới buổi chiều. Dạ đúng rồi. Chứ đúng. Vậy thì về ở mình buổi nó xuống là chắc là buổi trưa à? Dạ đúng rồi, anh xuống tới tầm khoảng 10 giờ 11 giờ. À 10 giờ 11 giờ. Dạ thì lịch trình em kéo dài em tính ra là khoảng có 2 giờ đi là giờ được. 2 giờ thì từ đây lên trên đó thì anh độ khoảng cỡ 5 giờ tới đó. Đúng rồi, cỡ 3 tiếng à. Tại vì xe đó chạy cũng rất là nhanh, 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng. À, chạy nhanh. Dạ. Em đi chung xe không, ngay là em chạy xe Honda phải không? Dạ em đi chung xe luôn anh, xe Honda em gửi đây. Đi chung xe như vậy thì chỗ nào dằn quá em cũng nhắc với tài xế nè. Đúng rồi. À, dốc đồ này kia thắng đi gạt thắng đi bớt. Dạ. Tại vì khi đi về em Tiên nói đi mà mấy chỗ sóc quá, quá trời đau chịu không nổi. Nói chung là chắc có lẽ là xe này là không đi đường quốc lộ 1. Đi hết đường cao tốc luôn anh, mình cao tốc hết luôn. Nó cũng đỡ. Đúng rồi, cao tốc thì mình chạy nó ít có nhồi hơn. Dạ. Giờ ngủ mê man, bữa nay chắc ngủ cũng dắt gì tới sáng luôn quá à. Dạ, chắc có lẽ là để em Tiên ngủ. Đúng rồi. Dạ, thấy không tội. Nghiệp. Giờ anh Phúc, là đi giờ này luôn rồi đi, xe đò nghe sao? Dạ, chuẩn bị ha, đang chuẩn bị đồ quá. Dạ, vậy đó hả? Rồi bây giờ chắc có lẽ là chút xíu chú Phúc ra đó. Đi dạ. Xe đò, đi xe đò lên trên đó. Dạ, đúng rồi. À. Ngủ ai nói chuyện gì nói ngủ ngon lành luôn. Tại vì em nói nguyên đêm hôm em ngủ không được. Dạ đúng rồi. Lý do ngày hôm qua là thay băng nó bị hành. Em thì nguyên đêm em ngủ không được luôn, cũng y chang vậy luôn. Còn em bị hành là vấn đề khác. Dạ đúng rồi, cái đầu, nhức đầu quá. Ngủ không được phải không? Dạ đúng rồi. Anh Phúc sẵn sàng đi chưa? Dạ sẵn sàng đi rồi. Dạ. Ủa như vậy? Ừ anh đi sắp xếp chứ thôi, anh đợi ngày mai đi cũng đỡ tốn tiền ha. Qua bên con luôn. Dạ. À, tới đó thì qua con. Yeah, anh lên trên đó thì anh có qua để mà nuôi hỗ trợ phụ cha Mỹ được không? À, qua đó thì trước thì qua con rồi hai nữa là cũng để cô hai nó tới lui đó đó. Rồi Phúc đi làm đó, cô hai nó cũng quay trở về đây. Rồi Phúc cũng đi làm đó thì Phúc đi tới lui. Dạ. À, để cho một cái cha Mỹ nó ở đó một mình. Có nghĩa là anh lên trên thì cũng anh làm công việc của anh. Công việc. Mà anh tới lui thăm con thôi, chứ không phải là ở trực tiếp là để mà nuôi bé Tiên. Bé Tiên, để nuôi bé Tiên đúng rồi. Tại vì từ chỗ anh mà qua chỗ bệnh viện Chợ Gậy đó là gần không? Gần, có khoảng chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ là tới rồi. À, vậy thì thì thôi nói chung đó là ở nhà có người lo cho Tiên, rồi là anh cũng kiếm công việc gì làm thì mình cũng kiếm thêm cái thu nhập, chứ còn không có làm gì chân chân chát hoài cũng sao chịu nổi. Anh nói giá này, có cái này em có chia sẻ đó nha. Rồi em nói với em. Thì hôm nay cái lúc mà em đang bệnh, em nằm ở phòng á, em ngủ á, thì có một chú Ngọc Thu. Chú đó là ở ngoài, chú đó là ở ngoài Ninh Thuận á. Thì chú đó có nói như thế này. Là chú điện trực tiếp cho em nói chuyện khoảng 30 phút. Chú nói thì có chú Phúc đây thì nói hỏi luôn nha. Là chú đó có nói là nằm, chú có vợ bị động kinh, rồi là bị giật, là nước sôi là ứa bị phỏng y em Tiên luôn, vô cùng pha của em Tiên với lúc đó chú Phúc đang nuôi đúng không? Đúng rồi đang nuôi.
Thì chú Ngọc Thu này nói là mấy hôm chú coi video á, chú rất là bức xúc. Tại vì nhiều người là nói chú Phúc không lo lắng gì cho bé Tiên. À, cái này em nói là em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Rồi, ok. Là chú nói là tại vì chú ở xa quá nên Thuận chú không về được, không vô được. Chứ chú muốn vô đây là chú đứng lên chú nói để cho tất cả của chú anh chị hiểu cho chú Phúc. Thì thời gian đó chú kể là chú Phúc nuôi em Tiên đúng không? Thì chú đó là chú Ngọc Thu. Ngọc Thu. Chú mới đi vòng vòng á, là chú đi quyên góp tiền. Thì cái số tiền chú kể là quyên góp 2.9 triệu. Chính xác không chú Phúc? Đúng rồi. Và hàng ngày á là cơm từ thiện, là chú với chú Phúc lấy cơm từ thiện ăn. Đó. Thì trao cho chú Phúc là để chú Phúc lo cho em Tiên. Tiên đúng rồi. Đó. Thì chú đó nói á là nếu như ai không tin thì đưa điện thoại chú đó rồi gọi cho chú đó, là chú đó dám cam kết rằng một điều á là chú Phúc lo cho lắng cho em Tiên, không phải là chú Phúc bỏ bê em Tiên. Đó là chú đó cam kết, nhưng mà chú nói nếu mà như em Tiên lên Sài Gòn chú sắp xếp chú sẽ vào cho anh em quay một video để chú nói hết tất cả sự thật. Chú Phúc này là đính chính cho là anh Phúc, là khi mà con anh Phúc nhập viện thì anh Phúc trực tiếp lo cho con chứ không phải là bỏ con mà để cho Trà My đồ lo hoàn toàn hết, phải không? Dạ, nói chung là sự việc như thế nào có thể là anh Phúc chia sẻ một đoạn cho khán giả hiểu gì anh hơn. Thì chung ra thì nghe đứa em nó mới nói như vậy là cũng sự thật như vậy. Phúc cũng có nuôi con một thời gian như vậy mà Phúc bận chặt quá, Phúc phải đi lo kiếm tiền để lo về lo cho con, mà lỡ là con nó như là nó không biết thì nó nói cái những điều gì thì khán giả cũng thông cảm giùm cho Phúc. Phúc là không có điều mà Phúc làm sai gì tất cả cho con, nói với Phúc đi kiếm tiền thôi. Đó, khán giả cũng cô bác anh chị và cô Vận Tùng Quân với là ngoài nước trong nước cũng tha lỗi cho Phúc, thì biết cô cũng tha lỗi cho Phúc những điều mà biết cô hiểu lầm cho Phúc thì cũng còn nghiệp cho Phúc. Hôm nay Phúc cũng biết ơn biết cô, nhờ biết Phúc cũng bỏ qua cho Phúc giùm đi. Nói vậy thôi. Em có một điều này, giống như anh em mình ở đây, em cũng có góp ý với anh nhẹ nhẹ chút xíu nha Phúc. Rồi, cho anh em. Nói chung là trong lúc này, em Tiên á, thì cần những lời nói im dịu, nhỏ nhẹ chút xíu. Nhiều khi cái người bệnh bức rứt trong mình khó chịu lắm. Rồi anh có kêu nghe có gì là con của anh á, thì anh cũng nhẹ lời chút xíu, nhỏ nhỏ chút xíu vậy đó. Để nhiều khi là anh có bực cái gì anh la em cũng tội nghiệp, tại trong lúc này mình cần phải an ủi cái tinh thần của em nha anh. Đúng rồi. Lên bệnh viện ví dụ bây giờ Tiên không ăn thì anh cũng tìm cách nào đó để mà thuyết phục cho Tiên ăn, nhưng mà mình nói nhỏ nhẹ cho cái người bệnh, tại vì là nhiều khi nè nó khó chịu, nó bức tức trong mình, ai bệnh người đó sẽ biết à, nó khó chịu trong mình thì làm sao mà kêu cái gì làm cái đó được. Giả sử bây giờ đang ngủ mà kêu thức cũng sao thức liền được, giả sử gì thì em nói anh Hậu Giang á, thì tại sao á anh hiểu được nguyên nhân như vậy. Thời gian vừa rồi là em ở bên cạnh anh Tiên, ở bên cạnh anh Tiên tại vì em có những cái câu chuyện hài hước, đúng rồi, những cái cách nói hài hước im dịu để xem Tiên vui vẻ. Chứ ngoài ra ở đây có Phúc luôn nói, trên tất cả mọi tinh thần em không có một cái ý nghĩ gì trong đầu em. Đúng. Và hôm chiều nay em cũng làm một buổi live là em nói rằng là chắc có lẽ là em cũng sẽ không chia sẻ gì em Tiên nữa, đó là để em nói chung em cũng buồn, em suy nghĩ vấn đề đó. Nhưng mà cô chú anh chị vẫn có nói đừng nhàn, đừng làm như vậy, để nhiều khi cô chú anh chị ở cho em trên bệnh viện á thì cô chú biết em Tiên bình phục như thế nào, dần dần như thế nào anh. Đó thì chắc có lẽ là em cũng sẽ cố gắng, những lời của chú anh chị dạy em thì em cố gắng qua em nghe. Nói chung thì em cứ tiếp tục cái công việc của em, yeah. Có nghĩa là hỗ trợ cho Tiên hết mình, yeah. Từ nhà đến bệnh viện, yeah. Rồi trong khi em ở bệnh viện về thì em giúp được gì cho gia đình thì yeah. Em cứ tiếp tục em làm, yeah. Còn ai nói như thế nào đó thì em để ngoài tay đi, yeah. Nói mình làm việc gì thì hai bên gia giáp mình biết. Dạ. Miễn mình không làm sai là được, dạ. Em dạ. đừng có buồn mà suy nghĩ này kia. Bây giờ là cái tinh thần của Tiên là cần có người chia sẻ, dạ. An ủi mỗi ngày để cho em là cái tinh thần phấn chấn hơn, dạ, dạ. Chứ để rồi là em tự tin một cái bình luận, một cái comment nào đó mà em bỏ cuộc như vậy thì em cũng không thực hiện được, là giống như là một cái nhiệm vụ của em nói là em đồng cảm với Tiên, yeah. Tiên cũng là người bệnh giống như em, yeah. Mà em thấy là em thương như một đứa em, yeah.
nếu mà em đồng cảm em hỗ trợ cho Tiên thì em làm hết cái nhiệm vụ của mình. Dạ. Chung là ở đây tụi anh cũng nhìn thấy được cái tấm chân tình của em mà đã dành cho gia đình. Dạ. Điều đó rất là quý luôn em. Nhiều dạ. khi ở đây, thật sự ở đây nhiều khi tụi anh làm không được. Dạ. Không phải là tụi anh ghen tị nhưng mà em làm được, anh em là trong YouTube làm được, giúp được cho gia đình nào mình đến chia sẻ. Dạ. Và điều đó rất là tuyệt vời, không phải nói riêng điều nhạc của Tiên. Dạ. Nói gì? Nói chung ra thì em cũng có một ý nghĩ là gọi là ích kỷ và bản thân quá. Rồi em cũng sẽ hứa với cô chú anh chị, em sẽ cố gắng em thực hiện được cái lời hứa của em đối với bé Tiên, anh Tiên, đối với chú Phúc, đối với ông bà nội, làm hứa những cái gì em sẽ cố gắng làm được cái đó. Anh Phúc lên trên đó thì tụi em chắc có lẽ là tụi em không có đi cùng với gia đình lên trên đó. Yeah. Tại vì thực ra ở trong bệnh viện á, thì tụi em cũng không có ghi hình được cập nhật hàng ngày để gửi cho khán giả gần xa là mừng cho em Tiên sức khỏe cải thiện như thế nào. Yeah. Ở đó thì chắc em có lẽ là em nhàn lên xuống một hai lần. Ở khi nào em Tiên về mà chúng em có thời gian thì sẽ đến đây cập nhật một video hay video gì đó gửi cho khán giả thấy là bây giờ sức khỏe của em Tiên hồi phục như thế nào. Xa xôi quá anh, tại vì ở trển thì thậm chí người nhà còn không vô được thì mấy anh em đâu có vô được, mà đặc biệt là ở trong bệnh viện thì đâu có ghi hình được. Yeah. Chung là mình phải tuân thủ theo cái quy định trên bệnh viện của nhà nước mà. Yeah. Ở ngoài thì có thể là chia sẻ được, còn ở trong bệnh viện là tuyệt đối. Thì nhiều khi á, ví dụ như em có trên đó thì hoặc là mấy anh có dịp lên thăm em Tiên trên đó thì có thể chia sẻ, em chú Phúc xuống chia sẻ ngoài cửa cũng được anh, chia ngoài phải sẻ ngoài bệnh viện cũng được, chia sẻ tình hình sức khỏe của anh Tiên á. Đúng rồi. Và cập nhật cho cô chú anh chị biết cái tình hình. Thì em xong rồi em về em làm cái phòng cho Tiên ha. Dạ, đúng rồi. Rồi chắc tụi anh ở đây một bữa hai bữa thì tụi anh cũng đi chia sẻ nơi khác, tại vì cũng còn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cần mấy anh em đến để làm nhịp cầu nói, sẽ nói được chú quý mạnh thường quân để chia sẻ với gia đình đó. Nói chung em cũng mong muốn rằng một điều là mấy anh giúp giùm em, là mấy anh chia sẻ cho cô chú là em hứa được và em làm được những chuyện đó. Đúng. Thì em sẽ làm được cái nhà xong rồi mấy anh giúp giùm em để chia sẻ. Sẽ có một video, sẽ có một video là để cho khán giả thấy là em Nhàn đã làm tròn cái sứ mệnh của mình. Dạ. Đó là đưa anh Tiên lên bệnh viện và về nhà là làm một cái căn phòng, mà căn phòng này á thì Tiên cũng mơ ước từ trước tới bây giờ. Dạ. Có một căn phòng đàng hoàng mát mẻ. Dạ, dạ. Để mai mốt em về thì em cũng có chỗ nằm mát mẻ, không có còn nóng được như bây giờ là ton đã ba bên bốn phía như thế này. Dạ. Ủa vậy chú Phúc tính là giờ đi luôn hả? Đi luôn. Anh đón xe chưa? Đặt xe mấy giờ? Đặt xe chút xíu này xe nó đến. Điện thoại nó chạy tới. Rồi ở đây luôn hả? Vâng, anh đi ngoài. Anh Phúc hiện giờ nè, anh Phúc đi rồi mẹ Trà My đi. Như vậy thì đi hết rồi, ai ở nhà lo cho mẹ ha? Chung ra thì đi lên chảnh trước có công việc, với hai nữa là mẹ biết mẹ Trà My á là dạ. lên chảnh xong xuôi công việc rồi đi về. Dạ. Đi về chăm sóc bà nội. Dạ đúng rồi. Rồi chứ Phúc ở chảnh này có công việc của Phúc, đẩy công việc quá nặng tại làm cho người ta để bỏ cái công việc. Dạ. Nó có đơn có lâu sợ mất việc. Mất việc. Với hai nữa cũng nhờ với chú rồi đi tới lui rồi giải quyết giùm để ngày mai để đưa cháu đi đó. Dạ. Rồi cố gắng giúp. Cái hai nữa cũng biết ơn của chú Nhàn lo chăm sóc đỡ đứa cháu. Dạ. Cũng biết ơn chân thành, cảm ơn rất nhiều. Tại vì nếu mà lo được thì tốt quá. Dạ. Em thấy là ông với bà hiện giờ ông thì đã nằm liệt một chỗ rồi thì cần có người chăm sóc, rồi là bà mấy bữa nay cái chân cũng có được khỏe nữa. Chiều nay mới khỏe anh. Chiều nói chung là buổi sáng hôm nay thấy đỡ đấy, chứ còn ngoài qua nằm khóc luôn. Qua nằm nó như vậy thì mình đi hết không có ai nhà, không ai cơm nước để lo cho ông bà, chân thấy tội lắm. Thì như vậy thì cũng an tâm, như vậy là mẹ của Trà My chị lên trên đó rồi bữa hai bữa chắc chị về đây để mà lo cơm nước rồi cơm nước cho bà. Dạ. Thì thôi vậy là chúng em sẽ kết thúc video tại đây. Chúng em cũng làm video này để cho khán giả xa gần biết là cái giờ của em Tiên đi bệnh viện là như thế nào. Tại vì hôm nay là lý do vì sao mà quản lại không đi bệnh viện theo đúng như kế hoạch thì anh em của Hậu Giang cũng có làm một video để cho khán giả biết rồi đó. Dạ. 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 Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn. Chào tất cả cô chú anh chị ạ.